nếu ai còn mẹ, hãy trân trọng. Phần 1. Hắn là người thành đạt. Gia cảnh rất đề huề. Có con ngoan vợ đẹp. Cuộc sống vạn người mê. Cứ mỗi lần dỗ mẹ, hắn thết cỗ linh đình. Nào sơn hào hải vị. Để chứng tỏ cái tình. Trong một lần dọn dẹp, đem vứt bất đồ thừa. Hắn thấy quyển nhật ký của mẹ mình năm xưa. Tò mò nên hắn đọc. Những con chữ quay cuồng. Bởi những trang nhật ký là những câu chuyện buồn. Ngày, tháng, năm, mẹ tuổi. Con mắng mẹ già rồi. Sao còn như con nít. Làm cơm vãi khắp nơi. Ừ, bởi vì tuổi lắm nên mắt kém, tay run. Có làm rơi ít hột âu cũng chỉ chuyện thường. Khi con còn nhỏ dại cũng làm vãi khắp nơi. Mẹ quét lau gom lại, đâu trách mắng nửa lời. Ngày, tháng, năm, mẹ tuổi. Con mắng mẹ, mặc đồ sao lóng nga lóng ngóng, y hệt nhành cây khô. Ừ, tuổi già xương cứng, gân cũng chẳng dẻo dai. Khó sở xoay, quay trở. Sao cứ mắng mẹ hoài. Khi con còn nhỏ dại, cứ hiếu động chân tay. Mẹ mặc hoài mới được, đâu trách mắng nọ này. Ngày, tháng, năm, mẹ tuổi. Con mắng mẹ, điếc à. Trả lời rồi vẫn hỏi, cứ như chúng phải tà. Ừ, già nên nghĩnh ngãng. Nghe lúc được, lúc không. Mẹ mới đi hỏi lại, mắng chi để tủi lòng. Khi con còn nhỏ dại, hỏi đủ chuyện trên đời. Mẹ kiên trì đáp lại, đâu mắng mỏ một lời. Ngày, tháng, năm, mẹ tuổi. Con mắng mẹ, bực mình. Cả đêm ho sù sụ, mất ngủ cả gia đình. Ừ, tuổi nhiều bệnh lắm. Quy luật của tự nhiên. Mẹ đâu mong như thế. Mắng chi để tủi phiền. Nhớ khi con nhỏ dại, đủ thứ bệnh mang vào. Hàng năm trời khóc quấy, mẹ đâu trách câu nào. Ngày, tháng, năm, mẹ tuổi. Cứ mỗi bận ăn cơm, mẹ phải ngồi góc khuất. Bởi người mẹ không thơm. Ừ, kiếp này ta sống, con nít đến hai lần. Mẹ già không tự liệu, tất cả cậy con làm. Nhớ khi con nhỏ dại, tè, y bậy khắp nơi. Mẹ lau chùi, tắm rửa, có bao giờ chê hôi. Ngày, tháng, năm, mẹ yếu. Chắc chẳng thể nữa rồi. Những dòng này mẹ viết là sau cuối trong đời. Dù cho con lạnh nhạt hay gắt gỏng bấc chi, mẹ chỉ buồn đôi chút, chứ không trách cứ gì. Con vẫn là con mẹ, bé bỏng và đáng yêu. Dù cho theo năm tháng con đã đổi thay nhiều. Hắn thẫn thờ nét mặt, nhìn lên phía bàn thờ. Ánh mắt bà âu yếm qua lớp khói hương mờ. Hắn nấc lên từng chặp. Con bất hiếu mẹ ơi, con muốn xin lỗi mẹ, nhưng đã quá muộn rồi. Những ai còn cha mẹ, hãy thức tỉnh kịp thời. Đừng để thành quá muộn, ôm hối hận cả đời. Mâm cao ngày cúng họ cũng chẳng ý nghĩa chi. Nếu khi cha mẹ sống, đối xử chẳng ra gì,